Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng vừa tổ chức cho 30 khuyến nông viên và nông dân ở các hợp tác xã trong huyện đến tham quan Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, đoàn huyện Tân Hưng được trung tâm đưa đi tham quan thực tế tại bể ươm các loại cá giống nước ngọt và ao nuôi các loại cá bố mẹ như cá rô phi đỏ, cá tra, cá dồ cờ, cá hô. Nông dân được nghe giới thiệu về quy trình ươm từng loại cá nước ngọt đặc trưng vùng Nam Bộ, cách xây dựng hệ thống bể nuôi theo hướng lọc tuần hoàn, cách thiết kế ao nuôi, quản lý và chăm sóc ao nuôi. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản của Hưng Thạnh đó thì xét thấy có cái con cá tra giống, cá tra bột mà ở đây thì ta thường quá sẽ kháng được cái bệnh là gan thận mẫu, cho nên thì hướng về tương lai sau này thì tiến hành để liên hệ với lại trung tâm để mua và lại tạo con giống khỏe mạnh đảm bảo được cái chất lượng cao để giúp cho bà con xã viên của hợp tác xã là nuôi nhằm được cái mục đích đạt được cái hiệu quả nó cao trong cái thời gian tới. Những năm gần đây, chất lượng con giống thủy sản nuôi tại Tân Hưng ngày càng giảm, nguồn cá giống thiếu chất lượng, tỷ lệ hao hụt cao. Vì vậy, qua chuyến tham quan nhằm tạo điều kiện cho khuyến nông viên và nông dân tiếp cận nguồn cá giống chất lượng cao, giúp chuyển đổi mô hình nuôi hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.